Chào quý anh chị và các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Vịnh, hiện tại đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản OVS, phụ trách khu vực Khánh Hòa và Phú Yên. Hôm nay Vịnh đang có mặt tại một cái khu nuôi của chú Tám ở Tú Bông, vô cùng tuyệt vời, đang còn thả giống OVS. Hôm nay là tròn 60 ngày, Vịnh tới ghé thăm chú. Chú là một người đầu tiên làm mô hình ao tròn ở khu vực Tú Bông và cũng là khách hàng từ lúc chưa làm tôm, nhưng năm ngoái chú làm 2 vụ đều đạt và năm nay cũng vụ đầu tiên 60 ngày. Chú cũng đã làm theo quy trình của công ty OVS đưa ra và trong quá trình đó thì chú cũng đã chia sẻ rất là nhiều người, đặc biệt là về cái vấn đề xử lý nước trong quá trình nuôi nó như thế nào để cho màu nước nó ổn định. Đây là chú đã khắc phục được cái màu tàu nó hay lên ở mùa, đặc biệt là mùa nắng đây, đặc biệt là khu vực miền Trung của mình. Đây là đây, xin có cái màu nước vô cùng tuyệt vời, 3 hồ như 1. Đây hiện tại là có 2 hồ tròn 600 mét khối, 500 mét khối, đây và 1 hồ ươm 100 mét khối ở phía trên kia, ươm 25 vạn tiền của công ty OBS. Sau đây mình xin chờ nhà lên xíu. Đây. Tôm rất là sung. Hiện tại là hôm nay đúng 60 ngày. Năm 90 con. Đây, ao ươm. Đây, màu nước rất là tuyệt vời nha quý anh chị và các bạn. Rất là mờn nước. Thì ở khu vực miền Trung đây là hay bị vướng mắc với cái vấn đề tạo. Anh chủ đã sử dụng cả cái sản phẩm vi sinh của công ty OBS để điều khiển tạo, cũng như là xử lý chất lượng nước đầu vào vô cùng ổn định. Bên này đây, màu nước vô cùng tuyệt vời. Sau đây mình xin giới thiệu thêm đây một số sản phẩm. Đây là em Phong, người nuôi tôm tuy trẻ tuổi nhưng có thâm niên nuôi tôm rất là lâu năm, chuẩn bị cuối năm nay lấy vợ. 25 vạn, một suất ăn 65 kg phải không em ơi? Ngày ăn 3 suất phải không em? Ok, đây là một số sản phẩm của chú đang sử dụng trong công ty. Đây, Biotic One nha quý anh chị và các bạn, một sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, có các cái hàm lượng axit hữu cơ rất là cao, có một số enzyme làm giúp cho con tôm mình là ổn định đường ruột và hạ pH đường ruột, hạn chế các cái vi khuẩn virus có hại trong đường ruột của tôm. Đây One Quick Stream men tiêu hóa đường ruột. Hơ cua, một sản phẩm đặc biệt của công ty, thảo dược gan này, canxi phốt, khoáng sữa và có 2 dòng diệt khuẩn ở đây, nano bacter, 1 dòng diệt khuẩn bằng nano bạc, và bromo clean, 2 sản phẩm diệt khuẩn. Đây, một sản phẩm detoxin. Một trong những sản phẩm chuyên dùng của công ty rửa nước, đặc biệt phù hợp với những khu vực miền Trung của mình luôn luôn có hiện tượng là tảo lên quá mức cũng như là tảo tan. Sử dụng cái sản phẩm này rửa nước rất là tốt, làm cho nhà nước rất là nhiều. Sản phẩm mít 200 khoáng đá đường trích mít 1 lút, vô cùng tuyệt vời nha quý anh chị và các bạn. Đây, một trong vi sinh chuẩn của công ty OS. Nói chung là cái sản phẩm này là khống chế cái tàu rất là tốt vì nó chứa hàm lượng enzyme rất là cao. Nó phân hủy cả cái hàm lượng chất hữu cơ để làm trong đìa của mình ấy. Nó không có những cái đạm thức ăn và phân tôm thải ra dư thừa ở trong. Nên từ đó sẽ khống chế được cái vấn đề tàu phát triển quá mức cũng như là cái vấn đề tàu lam, tàu đỏ nó phát triển. Như quý anh chị đã thấy ở đầu video.
Và mùa nắng nóng đây thì không thể thiếu cái sản phẩm beta glucan C. Đây, một sản phẩm là tăng cường miễn dịch cho tôm rất là tốt. Dù những ngày trời mưa hay là nắng nóng, chúng ta có thể tạt trực tiếp 1 kg cho 1.000 mét khối nước và duy trì trộn cho ăn từ 5 đến 10 mg trên 1 kg thức ăn. Vô cùng tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Và Viễn hy vọng là chúng ta sẽ có một quy trình nuôi thành công, đơn giản mà đem lại hiệu quả tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.